Ngon không? Bán cho em ít nha. Nói chung là đủ phục vụ anh chị em, bà con. Cân đây 15 cân 3 em lấy 15 cân luôn. Rồi, đấy. Nhân tiền đây nào. Một nhân thành tiền luôn. 137.000. 130.000. Cho 130.000 lần. Đấy, ấy cái nó ra hàng nghìn thôi. Nhưng mà thành hàng triệu rồi. Ăn cơm chắc thì xem. Thế xem lòng này. Lòng đấy á. Cái này là lòng non nhá. Để rồi vào thịt đi. Là đấy, cái nướng riêng lòng non là chị phải lấy giá này. Đấy, bởi vì là lòng dạ, lòng gan các thứ chị bỏ lại hết cho rồi. Vâng. Là chị lấy hộp đấy. Là 150.000 riêng lòng non nhé. Nãy là 1.750.000 thì lấy 1.500.000 nhé. Cảm ơn nhé. Vâng. Cái gì đây? Nhớ là chị cắt, nhưng mà cái gì không biết, cái alo đây đây. Đây, để tôi lấy cái bà trong ạ. Mua hành để đến.
Thank you.